Đứng top 1 trong danh sách những màn debut ấn tượng nhất về Final Form tất nhiên sẽ nằm trong tay của kiếm sĩ Thomas với hình dạng X-Cross Saber. Không bàn về nội dung thì thật sự kỹ xảo của Saber thuộc hàng top trong những series gần đây. Đối mặt với Kamen Rider Solomon gần như bất bại với quyền năng từ tất cả những Wonder Book, Thomas đã quyết đấu cùng Fation để đoạt được thanh gươm cuối cùng. Tụ hợp sức mạnh từ 10 thanh kiếm giữa một thế giới đen tối chuẩn bị đến ngày tàn, thanh hỏa kiếm rực lửa phát sáng. Lời sấm truyền khi thanh gươm được rèn đầu tiên phát sáng kết hợp cùng với tất cả những thanh kiếm, bá vương kiếm sẽ hiện thân. Tất cả những thanh kiếm lao thẳng lên bầu trời của vũ trụ, giao nhau tại một điểm và tụ hợp thành bá vương kiếm, rơi thẳng từ bầu trời cùng với những thanh gươm khác như những vì sao băng cứu rỗi nhân loại. Thomas đã chụp lấy thành bá vương kiếm, thanh gươm của những vì sao, sáng chói cả màn đêm, khung cảnh cực kỳ ấn tượng. Chuyển hóa bằng quyển Grey Dragon để tạo nên hình dạng X-Cross Saber, sức mạnh của 10 thanh kiếm. Tạo hình tuy không quá ấn tượng, form này vẫn nhìn như tạo hình vũ trụ từ form cơ bản của Saber. Sức mạnh thì không phải bàn, trong tập debut anh dễ dàng phá tan màn đêm Solomon tạo ra bởi ngày tàn huyện thế giới. Những quyển sách đến cả Choju Senki của Black cũng không thể nào phá vỡ, bị Saber dễ dàng phá hủy. Anh tạo ra bản sao của tất cả những thanh gươm và triệu tập bản thể khổng lồ từ Rider tương ứng để chém tọt tất cả những quyển sách đang bao trùm cả thế giới, biến ngày tàn trở thành ngày bình yên nhất mà nhân loại từng có. Thomas dễ dàng sử dụng tất cả những quyền năng từ những thanh gươm khác. Ngoài ra anh cũng có thể triệu gọi chúng để phụ giúp tấn công, giúp anh có thể tấn công rất nhiều kẻ thù trong phạm vi. Quyền năng từ Hawken đem lại cho Thomas sức mạnh từ vũ trụ, những nhát chém của anh như những vì sao tinh tú để chẻ đôi kẻ thù. Và chính bá vương kiếm cũng đã đưa Thomas đứng đầu trong vị trí tất cả những màn debut ấn tượng nhất của Final Form trong series Rider thời đại Reiwa.